Rồi bây giờ nè, bạn nào vô trước thì cô sẽ sửa bài cho bạn đó trước ha. Rồi cô chào bạn. Rồi ok, cô chào hết 5 bạn. 1 2 3 4 5 là còn lại bạn Bách với lại bạn 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 Minh Quân, mà Minh Quân thường là sáng thứ sáu sẽ vô trễ, là còn bạn Bách thôi ha. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu sửa bài nha mọi người. Rồi bây giờ cô gửi bài tập lên cho từng bạn nè. Bắt đầu gửi bài tập lên cho từng bạn nè. Dung ơi, đang nói chuyện nha. Dung, đang học mà. Dùm Cái gì đó cơ? chắc có gì. Rồi chờ xíu, chờ cô gửi bài lên nè. Rồi bài của bạn nào thì bạn đó tự coi nha. Hoàng Dung ơi, con có làm sai đề một câu nè Hoàng Dung, thấy không? Rồi cái này là của Ái Phương. Đây cô gửi lên hết một lượt và sau đó cô sẽ sửa cho từng bạn Một nha. câu đó là 200 mấy nha cô? 213, 213. Rồi Trời ơi, cô gửi bạn. chạy Rồi tắt chắc tắt là anh Hiếu cơ. tắt mất cho cô. Rồi Hoàng Dung cô gửi rồi ha, Ái Phương cô gửi rồi ha, Tường Lam cô gửi rồi ha, là ba bạn rồi nha. Tiếp tục nè, Gia An. Gia An cô gửi rồi nha, Tùng Bách. Tùng Bách cô gửi rồi nè, Phước Lộc. Phước Lộc cô gửi rồi nè. Ok. Chờ cô một xíu xíu xíu. Còn ai nữa nhỉ? Cô ơi, mai mốt cô gửi bài tập, cô gửi cái file được không cô? Cô không có đánh ra file kịp con. Cô không có đánh ra file kịp. Rồi cái này là của bạn Minh Quân nè. Rồi ok. Rồi bây giờ là bài của bạn nào thì bạn đó coi trước giùm cô. Còn bây giờ là cô đi sửa bài cho từng bạn được không ạ? Dung ơi, Dung, 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 giờ con tập trung giờ học đi con. Ví dụ như giờ con không muốn nói chuyện gì ở nhà thì giờ sau giờ học đi con. Hoặc là tới giờ ra chơi mình nói. Còn ví dụ như có chuyện gì quan trọng thì mình nói. Còn nếu không thì thôi. Để nhiều khi cô gọi con không biết rồi cô đang nói cái gì á. Rồi bắt đầu đi sửa bài nha mọi người. Giờ cô sẽ đi vô từng bạn trước nha. Còn đánh máy lại tất cả các bài cô không có thời gian thực sự đó mọi người. Chứ nếu có thì cô đánh lại cho đẹp rồi còn gì. Rồi bây giờ bài đầu tiên. Rồi Hoàng Dung ơi, cái bài này nè Hoàng Dung con sửa lại cho cô là 213 rồi con tự con nhân lại đi ha. Chứ cái bài của con là đúng hết chứ đâu có sai đâu nha Dung. Ồ có một bài sai Dung. Chỗ này 2 mét vuông là bao nhiêu cm vuông con? Dạ, để em tính coi. Dạ, cô là 24 số 0. À thêm 4 số 0. Mét vuông là 20.000 đúng chưa? Chỗ này là 20.000 đúng không? 20.000 cm vuông. Rồi 30 decimet vuông là bao nhiêu cm vuông con? Dạ làm ba Ba gì? 3.000 luôn. À 3.000. Rồi con cộng lại thì ra kết quả bao nhiêu? Dạ là 2.300. Đọc lại. Dạ Đọc lại con. được, có 23.000. Đúng rồi, chính xác. Con nhìn ảo á, có nghĩa là con nhìn ngay chỗ này nè. Có phải là con nghĩ đó là cm vuông rồi con cộng qua luôn không? Phải không? Đúng rồi. Ừ. Rồi sửa lại chỗ đó cho cô. Rồi tới bạn tiếp theo Ái Phương. Ái Phương là có một bài phép nhân sai con thấy không Ái Phương? Phương ơi. Dạ ơi. Rồi ok. Tiếp tục. Cái phần đổi đơn vị của con. Đây. Ồ cái phần đổi đơn vị của con sai quá trời. Xem lại bảng đổi đơn vị nè. 1 mét vuông là bao nhiêu decimet vuông Ái Phương? Dạ 1 mét vuông là, dạ là 10.000 Mét vuông. decimet vuông. Khoan, mét vuông là tới decimet vuông liền mà con. Đâu phải là mét vuông là tới cm vuông đâu. Hiểu không? Bây giờ nè, km vuông nè, bây giờ tới mét vuông nè nha, cô viết nha. Mét vuông, rồi tới decimet vuông, rồi tới cm vuông, rồi mới tới mm vuông đúng chưa? Vậy cô hỏi nè, 1 mét vuông bằng bao nhiêu decimet vuông? Bằng 10 lần hay là 100 lần? 10 lần. À, không không. Đơn vị đo độ dài á, thì một đơn vị đằng trước nó mới gấp 10 lần đơn vị đằng sau. Còn này là đơn vị đo diện tích mà con. Vậy một đơn vị đằng trước nó mới gấp bao nhiêu lần đơn vị đằng sau? 100 lần đúng rồi. 100 nha. Vậy thì chỗ này là 1 mét vuông sẽ là 100 decimet vuông. Rồi 100 cộng cho 35 sao ra số này được? Con hiểu không bé? Dạ hiểu. Rồi, bây giờ ví dụ như đối với bài 2 đi, đối với bài 2.
là 3 mét vuông thì sẽ là bao nhiêu decimet vuông con? Nghĩa là 300 decimet vuông. Rồi đâu giờ con ngồi con tự sửa lại, con tự sửa lại xíu rồi xíu cuối nữa cô quay lại con sao được không? Dạ được. Rồi ok, giờ con tự sửa xíu đi tại bài con nó nhiều quá. Giờ con ngồi với con nữa thì nó. Rồi tiếp theo. Rồi bài của bạn Tường Lam. Tường Lam ơi, chỗ đó là 213 chứ không phải là 21 nha Tường Lam. Con ghi nhầm đề con. Rồi ok. Còn bài này, rồi cái bài này của con nè. 30 decimet vuông chứ đâu phải là 30 cm vuông, sao cộng cộng dư được cho. 2 mét vuông là bao nhiêu cm vuông rồi con? Cô coi là 2000. 2000 hả? Đọc kỹ lại, không phải 2000. Cô coi là 20000. Đúng rồi, 20000. Rồi cộng cho 30 decimet vuông đổi ra cm vuông là bao nhiêu? Cô coi là 23. Khoan từ từ. 30 decimet vuông đổi ra cm vuông là bao nhiêu? Câu là 30.000. 30.000 hay là 3.000 con ơi? Nó nghe nè, bây giờ không có đọc tới đọc luôn nữa nè. Đọc một lần thôi chứ bây giờ cứ đọc tới sai cái đọc luôn cái đúng. Cái cô không có xác định được là tóm lại thật sự con có hiểu hay là không hiểu. Bây giờ tóm lại là 30 decimet vuông đổi ra cm vuông là bao nhiêu? Coi là 3.000. Ừ, nó chắc chắn vậy cô mới tin là con hiểu chứ. Còn nếu không là cô cứ nghĩ là chắc con sửa theo ý cô quá chứ con không hiểu á. Rồi sửa lại kết quả đi. Rồi xong ha. Rồi của con xong rồi nha Tường Lan. Dạ. Rồi tiếp tục của bạn Gia An. Gia An mở mic lên giùm cô. Dạ cô. Rồi chỗ này con sai, con thấy cái chỗ mà 2 mét vuông 3 decimet vuông không? Cô. Rồi con đổi chỗ đó ra bao nhiêu mới là đúng? Dạ con đổi ra. Rồi con tự đổi đi, xong rồi con đọc giúp cô coi bao nhiêu mới là đúng. Ồ, đổi lâu thế. Cô bằng 20.000. Cộng ra hết luôn cho cô kết quả cuối cùng luôn không đổi từng cái không? Nếu cô 23.000. Đúng rồi, chính xác, thêm số 0 vô nữa. Rồi bài ở dưới. Dạ cô bằng 40.008. Đúng rồi, chính xác. Rồi sửa hai bài nữa cho cô. Rồi bài 2 câu C. Không thấy được cái đề cho nên không biết là tại sao sai đây. Khoanh vào chữ cái đứt trước câu trả lời đúng. 3 mét vuông 5 cm vuông. Ồ, 3 mét vuông 5 cm vuông sao con chọn ra đó được không? Cái câu bài 2 để cô ghi cái đề cho con nè. Chỗ này là 3 mét vuông 5 cm vuông. Đổ ra là bao nhiêu cm vuông mới đúng bé? Dạ cô bằng 30.000. 0.5. Rồi, cho nên là cái câu con chọn là câu sai nha. Câu D mới là câu đúng. Rồi tự sửa lại nha. Là thêm một cái số 0 nữa ở chính giữa. Rồi bài của Gia An xong rồi nha con. Gia An ơi bài của con. Ở khoan từ từ, chưa xong khoan. Rồi ở bên đây con cộng sai vậy con. Mà cái dấu gạch của con đâu cô không thấy. Giang ơi làm bài cẩn thận nha bé, không có dấu gạch ngang luôn á. Rồi cái nào mà bị thiếu á con thêm vô giúp cô, vì cái nào cẩn con tính cẩn thận giùm cô, con tính nhanh quá xong rồi nó bị vậy tính cẩn thận lại. Rồi của bạn Bách thì bạn Bách chưa vô cô không có sửa nha. Bạn Minh Quân chưa vô cô nên cô chưa có sửa luôn nè. Còn bạn Phước Lộc nè, Phước Lộc ơi con làm bài trong vòng 1 phút 30 giây với Phước Lộc. Cô nhớ bữa đó cô đưa lên chưa được nửa tiếng nên con gửi bài cho cô rồi. Lộc Lộc ơi mở mắt. Lúc mà con học bài trong trường xong rồi á, con tính hỏi mẹ chơi mà cô gửi làm luôn cái bài đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhìn cái chỗ sai của mình nè. Câu này kết quả là bao nhiêu mới đúng con nhỉ? Đó là 20.030. Sai.
Nãy giờ là không có chú ý cô coi cho mấy bạn khác nè, chắc chắn luôn. Tại bài này nãy giờ bạn nào cũng sai chỗ này trơn. Coi kỹ lại cho cô. 30 đề cm vuông chứ không phải là 30 cm vuông. Nãy giờ mấy bạn sai và cô cũng sửa mấy lần rồi. Bao nhiêu mới đúng? Cho con coi lại đó. Con đổi từng cái ra cộng vô là xong rồi. Chờ chờ một xíu con. Là học sinh kia đâu rồi? Cái điện thoại ơi cô. Vậy hả? Bạn học sinh kia mê chơi điện thoại không vô học nha, ngồi bắn vốn nha. Ra chưa? Thấy chưa? Ủa sao lâu thế? Giờ cô hỏi luôn nè, 2 mét vuông đổ ra là bao nhiêu cm vuông? Dạ 2 mét là 20 2 mét vuông. 2 mét vuông là 20.000 cm vuông. Rồi 30 đề cm vuông đổ ra bao nhiêu cm vuông? dạ 3.000. 3.000, vậy 20.000. 20.000 mà cộng cho 3.000 ra bao nhiêu? 23.000. 23.000, rồi tự sửa ha. Rồi cái bài sai nào của Lộc á, là cô đã khoanh tròn rồi. Còn á, cái kiểu mà ghi tiến trình phép nhân là hiểu rồi ha. Là tại vì cô không có thấy cách nhân con đâu chứ, cô chỉ thấy kết quả thôi à. Đây. Mà kết quả đúng không cô? Kết quả nào mà khoanh tròn là sai đó. Kết quả nào là khoanh tròn là sai. Rồi mấy bạn coi qua bài tập về nhà của mình, có gì thắc mắc nữa thì cứ hỏi cô ha. Để cô sẽ coi thử coi có làm đáp án không, cô gửi lên cái đáp án cho mọi người cho câu cho dễ luôn mà. Làm vậy thì cô có thể sửa được cho từng bạn mà ít tốn thời gian hơn á mọi người. Cô mới nhắn tin với Cloudy của tôi. Là gì? Con nói gì cô không nghe được. Nói lại. Cloudy của tôi á. Hả? Cloud gì? Cloudy của tôi. Cloud của tôi. Nói gì ta? Tôi nghe bạn nó hỏi là Cloudy của tôi là cái gì vậy cô? Nghe biết bạn đang nói gì cô không hiểu rồi. Cô nhìn trong danh sách của bạn bè của cô đây là cô đã ghi một cái tin nhắn. Rồi ok, chờ xíu, chờ xíu. Cô đang lấy cái đáp án lên cho mọi người cái. Rồi bây giờ nhiệm vụ nè, bạn nào mà có bị sai bài nào đó tự sửa trong tập giùm cô cái đi. Vừa sửa xong. Vừa sửa xong hả? Rồi ok. Rồi giờ cô gửi cái đáp án lớp 4 lên cho mọi người nghe. Rồi mọi người có thể nhìn đó giùm cô. Đó là bài 1, hai bài bài 1, bài 2. Và hai cái bài luôn á, thấy không? Rồi bạn Hải Phương ơi, con sửa xong được cái phần mà đổi đơn vị đó không Phương? Dạ được. Con sửa xong không chưa? Rồi con đọc thử cho cô nghe vài bài xem. Rồi đối với bài đầu tiên, 1 mét vuông 35 đề cm vuông, con đổi ra là bao nhiêu đề cm vuông? 135 đề cm Rồi chính xác, bài thứ hai 3 mét vuông 40 đề cm vuông. Dạ. Con vừa nói rồi con vừa đi hay gì vậy? Con điên làm gì đi rồi nói Con sao? mở cửa cho anh hai con. Không sao, ý cô nói là con cứ làm đi rồi con nói. 5 mét vuông 9 đề cm vuông là bằng 500. 500 gì? 509 đề Rồi ok, bài tiếp theo giờ cô hỏi bài bất kỳ đi ha. 4 mét vuông 8 cm vuông, thấy bài đó không? 4 mét vuông 8 cm vuông á. cm Rồi ok, con ra kết quả là nhiêu? vuông. Dạ là 4.008 cm vuông. 4.008 chưa đủ nha con. 4.008 là chưa đủ, sai á. Tại vì 4 mét vuông đã là 40.000 rồi mà. Con hiểu không? 4 mét vuông đã là 40.000 rồi, 40.000 mà cộng cho 8 ra là cái gì?
40.000 cộng cho 8 dạ. Là 4 4 gì? Là 40.000 mà cộng cho 8 ra là 40.008 chứ con, hiểu không? Dạ. À, rồi cái này là 135, cô viết lại cho bé ha. Cái này là 300, 340. Rồi cái này là 509 nè. Rồi cái mà 2 mét vuông, 20 decimet vuông là con ra bao nhiêu vậy? Dạ. Bài này nè, con ra nhiêu? Là 230 decimet vuông. Con ghi đề bài sai. Đề bài của người ta centimet vuông, con ghi decimet vuông. Hèn chi con làm sai phải rồi. Đề bài của người ta là centimet vuông á con ghi sai đề. Dạ. À. Rồi đó là nguyên cái phần câu A, con sửa hết câu A chưa? Dạ rồi. Rồi, bây giờ tới phần câu B nè. Câu B từ từ nha. Câu B con bị sao quá trời. Từ từ chờ cô xíu. Câu B á mọi người, bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại lần nữa cho mọi người câu B nha. Giờ cô hướng dẫn chung luôn đi, tại vì cái phần đó là phần tách số ra cho nên là cô sẽ hướng dẫn lại. Rồi, chờ cô lấy đề cái. Chứ để thôi mấy bạn làm mà kiểu như là mấy bạn làm mà nó không có đúng ý nghĩa á. Rồi những cái bài khác á, lỡ người ta cho khác đi mình không biết đường làm, nên chờ con xíu. Cái bài này á, là cô biết cô đã từng hướng dẫn rồi cho mọi người luôn nè. Và cô có nói hai cách luôn. Cái này á, là cô đã từng hướng dẫn cho mọi người rồi và cô có nói rõ ràng ra hai cách luôn. Nhưng mà cái này cô cần hướng dẫn lại một chút xíu nè, ở câu B nha. Câu này là câu câu 92, câu 92 mà câu B á. Là mấy bạn, có nhiều bạn sẽ không có hiểu là tại sao ra kết quả mà mấy bạn cứ chặn ngang thôi. Cô ví dụ như chỗ này là nếu mà theo cái bảng đơn vị đo diện tích của mình ha, là mét vuông nè, rồi tới decimet vuông đúng không, rồi tới centimet vuông đúng không, rồi một đơn vị đằng trước sẽ gấp gấp 100 lần đơn vị đằng sau, và mấy bạn sẽ hiểu là mỗi cột của nó là có hai chữ số đúng chưa. Ví dụ như mấy bạn có thể điền như thế này, từ bây giờ cái đơn vị ngay chỗ này là decimet vuông nè. Vậy thì decimet vuông thì ngay chỗ cái cột decimet vuông nó có hai chữ số đúng không, là hai chữ số liền kề của nó luôn, nó bắt qua thì 34 á sẽ điền ngay chỗ decimet vuông, rồi số 2 còn lại á sẽ điền ngay chỗ mét vuông. Vậy thì á, khi mình đưa vô cái bài á thì mình cứ điền vô đúng không, là chỗ này là 2 mét vuông nè, chỗ này là 34 decimet vuông, được chưa? Và cái cách làm này á thì nó sẽ đúng, nhưng mà nó bị một cái là mình không có hiểu được tại sao mà mình cứ điền vô thôi, cho nên á là cô có chỉ cho mấy bạn một cách mà mấy bạn hiểu từ cái bản chất của nó ra luôn. Đó là, đây nhìn kỹ ha. Bây giờ nè, cô ghi rất là rõ ràng nè, mình ghi vô tập thêm cho cô những cái phần giải thích này nha. 234 decimet vuông thì nó sẽ bằng là 200 decimet vuông cộng cho 34 decimet vuông. Rồi, lúc đó thì mình biết được là 200 decimet vuông chính là 2 mét vuông. Đây, 2 mét vuông cộng cho 34 decimet vuông. Và lúc đó mình điền cái số lên và mình hiểu được là tại sao mình điền những số đó, chứ không phải là do cái bảng rồi mình cứ điền vô, được không ạ? Cho nên mình giúp cô là ghi lại cái phần màu đỏ mà cô đang ghi ấy, ghi lại cái phần đó để mình hiểu được cái bản chất của cái việc đổi đơn vị đo diện tích này. Tương tự như vậy đối với cái bài 150 decimet vuông. Rồi,
người ta kêu tách ra mét vuông với decimét vuông đúng không? Thì 150 decimét vuông nó bằng là 100 decimét vuông cộng 50 decimét vuông. Rồi, 100 decimét vuông sẽ là bao nhiêu mét vuông? Gia An. Gia An. Dạ thưa cô, 100 decimét vuông cộng 50 decimét vuông bằng một. Cô hỏi như vậy con. Cô hỏi lại. Bằng cô hỏi lại. Vuông. Ừ đúng rồi, cô chỉ hỏi như đó thôi. Rồi được rồi bé. Rồi, 1 mét vuông cộng cho 50 decimét vuông. Đó. Vậy thì ngay chỗ này mình điền vô số 1, ngay chỗ này mình điền vô số 50, rồi chắc chắn bao đúng luôn. Có vụ bao đúng luôn, nghe mắc cười quá. Rồi tương tự như vậy ha. 308 decimét vuông bằng 300 decimét vuông nè cộng cho 8 decimét vuông. Thì 300 decimét vuông là bao nhiêu mét vuông? Cô mời bạn Ái Phương. Dạ. 300 decimét vuông là bao nhiêu mét vuông con? 300 decimét vuông là 300.000 mét vuông. Ồ, sao 300.000 mét vuông được? Từ đề sư vuông, từ đề sư mét qua mét là con đổi ngược mà, đâu phải đổi xuông đâu, con nhân vô. Con đang đổi ngược đó bé. Là 3 mét vuông. Đúng rồi, con phải xác định là con đang đổi ngược. Rồi, chỗ này là 3 mét vuông và 8 đề sư mét vuông. Xong, rồi tiếp nha. Rồi bạn nhớ chú ý ghi lại giùm cô một cái nha. Cô ghi một cái hả được không cô? Dung ơi Dung, con đừng trả giá với cô Dung. Không lẽ giờ giáo viên trên lớp kêu con ghi, con đứng lên con trả giá cô, cô con ghi nửa bài được không cô hả? Con mà con hỏi vậy xong mấy bạn kia cũng hỏi luôn, rồi xong nguyên lớp không ai viết bài luôn. Rồi tới bài tiếp theo mình cũng làm giống vậy cho cô luôn ha. À, 30.000 cm vuông mình đổi ra là bao nhiêu decimet vuông? Tại người ta yêu cầu decimet thì đổi decimet thôi. Rồi Dung ơi, 3.000 cm vuông đổi ra bao nhiêu decimet vuông vậy con? Dung. Dạ cô là 30. Đúng rồi, chính xác 30. Rồi bài ở dưới cũng giống vậy. Ờ, bạn sửa lại gì cô gọi bạn Bách vô học cái, sao Bách cứ vô trễ hoài vậy ta? Nói đi con. Ai cho đi xúc miệng cái chả mua gần này. Rồi xong cái bài này. Rồi xong hết chưa ạ? Có qua bài khác. Diễn mới của chúng ta đã vô rồi cô. Là sao? Cô nói gì? Thì baby Phước Lộc. À baby Phước Lộc hả? Trời ơi, sao dùng cái từ baby Phước Lộc nghe mắc cười vậy? Rồi bạn xong rồi đúng không? Cô qua bài khác nha. Chưa xong rồi cứ nói nha trời. Đúng không là cô con chưa xong thôi. Ờ đó, thấy không? Có một nhân vật chưa xong nè. Rồi, bạn nào mà xong rồi thì mình ngồi nghỉ ngơi xíu. Trời ơi, mình học toán khỏe muốn chết. Lúc nào thời gian của cô cũng bị dư dả hết trơn cho mấy bạn hết trơn á.
bắt thường hay bạn bắt học hơi 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 chưa có nhanh, mà bạn bắt cứ vô trễ hoài à. Cái khúc đầu này cô giảng rồi, hồi quay lại sao giảng được. Ủa mấy bạn thấy bạn bắt vô chưa vậy? Sao phụ huynh nói là vô rồi? Khoan từ từ, bạn nào đang viết bài chờ cô xíu nha, để cô quay vô xíu cái. Ủa sao nó, cô đâu thấy ai vô đâu. Oh no. Bạn Gia An, bạn Dung nè, bạn Phước Lộc Lắc nè, bạn Ái Phương nãy giờ hỏi bài, bạn Lam đây. Ủa, bắt đâu? Do điện thoại hư không đăng nhập Zalo được. Dạ không có chị ơi. Rồi chờ cô xíu, phụ huynh đang hỏi cái nha con. Trời ơi, nhắn cũng nhắn nhầm nữa chứ. Mấy tên của cô rồi đó dạy mấy bé à? Nhắn cũng nhắn nhầm nữa chứ, đáng lẽ là nhắn là dạ em không thấy mà lại nhắn là dạ em thấy. Trời đất ơi, bó tay luôn á trời. Đâu có đâu. Ủa cô tại sao từ không mất cô không biết là kêu đi cô ai từ đó vậy? Mẹ em không biết vậy luôn. À, Ta tại vì thường á, thường khi mà nhắn tin cái này là phụ huynh nhắn cho cô chứ không phải là bạn bè, cho nên thường là mình sẽ nhắn tin bằng cách kiểu như là lịch sự á, là thường là không có viết tắt. Còn thường mình nhắn tin bạn bè nha, mình nhắn tin chơi với nhau thì mình nhắn tin chat nhắn tắt cũng được. Mà bây giờ hả, là có những cái bạn học sinh mà nhắn tin cái gì mà cô đọc cô cũng chẳng chẳng dịch được luôn á. Cái gì chữ chữ u là trời, là nhắn cái gì u là tờ, rồi cái gì là cái gì từ lưu học dư á, nói chung là nhắn con cái không biết luôn á con. từ. Ờ đúng rồi á, Người ta nói là biết là có sáng kiến mà con. U là Em biết trời có sáng mà, kiến U nữa là hay tra đó. không? U U là rồi, tra đó. u u là trời là sẽ nhắn gì nè, u l t, rồi nhắn gì là cái gì, cái chữ gì của Gen Y, R nữa. của Gen Z chứ, quên 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 không phải là Gen Z, Gen Y mà là Gen Z. Rồi tiếp. Rồi bây giờ mấy bạn ơi, cô đi qua cái phần giảng giải cho mọi người một cái này, cho cô hỏi một cái là cái bài mà ngay chỗ mà nhịp tim này nè, hôm trước mình có làm chưa, coi qua mình cô một cái. Rồi cái bài nhịp tim nó làm chưa Giang? Con cũng không biết nữa cơ. Rồi bây giờ mình đọc qua bài nhịp tim cái ha. Tim người khỏe mạnh bình thường á, thì mỗi phút là đập được 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ. Bây giờ nếu mà mình đã làm rồi thì mình hỏi lại, cô hỏi lại cách làm ha. Tại vì cô có dạy lớp 4 cũng hơi nhiều á mọi người. Rồi. Mỗi phút đập được 75 lần, hãy tính số lần đập trong 24 giờ. Bạn nào suy nghĩ được cách làm của bài này ta? Để cô À, nói đi, con nói đi. đầu tiên mình lấy số phút nhân cho số giờ. Số phút nhân cho số giờ là lấy mấy nhân mấy, con rõ ràng ra luôn được không? Lấy gì nhân gì? Mỗi phút Giờ mình đặt bao tính nhiêu nó lần? cơ. Là con có mấy nhân mấy chứ con đặt tính thôi cô. Rồi, cái gì vậy? Là không cần nói kết quả, con chỉ nói phép tính thôi. Phép tính hả? Ừ. 1 phút là 60 nhân 24. Rồi 60 nhân 24 là con tính được cái số phút của 24 giờ đó đúng không? Tại ý con là vậy không? Đúng. Rồi ok, sau khi mà con tính là 24 giờ có bao nhiêu phút thì con làm phép tính gì nữa? 24 giờ có bao nhiêu phút rồi con tính nhịp tim. Hả? Con lấy kết quả của 24 giờ con nhân cho cái 75. Rồi ok cô hiểu rồi. Rồi các bạn hiểu cái bài ý của bạn mình nói không ạ? Rồi cô giải thích lại chút xíu ha, rồi bắt đầu mình ghi cái lời giải ra luôn ha mọi người. Bây giờ ha, mỗi phút nè, mỗi phút thì đạp được là 75 lần, nhưng mà hỏi là hỏi trong là 24 giờ thì mấy bạn thì bạn sẽ tính ra đó là 24 giờ thì sẽ có bao nhiêu phút, được chưa? 24 giờ là sẽ có bao nhiêu phút, xong rồi thì mình sẽ tính được cái số lần đập của tim ha. Đối với cái bài này nó không có khó, nhưng mà cô thấy nha, những bạn học sinh lớp 4 cô không biết là trong nhóm mình có không, là mấy bạn không biết đặt được cái lời giải như thế nào cho nó rõ ràng. Có nghĩa là biết phép tính đó, biết phép tính đó là sẽ lấy cái gì nhân cái gì là biết, nhưng mà đặt cái lời giải là kiểu như bối rối lắm.
đặt không có ra được cái lời giải, không biết phải không ta? Đâu, cô hỏi lại một bạn coi. Bây giờ nếu như bây giờ cô đang ghi bài 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 ba nha, chờ cô xin. Cái gì vậy trời? Xin không ăn. Rồi, ví dụ như bây giờ cô đang ghi bài ba nha mọi người. Giờ chuẩn bị hỏi nha, chuẩn bị hỏi cái lời giải của cái bài của cái phép tính đầu tiên. Phép tính đầu tiên là cô sẽ lấy 24 cô nhân cho 60, vậy cái lời giải là gì ta? Cô mời bạn Gia An đi. Lời giải cho phép tính này là gì con? Dạ hợp. Lời giải cho phép tính này là gì? Dạ thưa con là không. Cái lời giải là bối rối liền. Số gì? Số phút. Gì nữa cơ? Số phút thăm miệng. Số phút tìm người. Oh no no no. Cô lấy 24 nhân 60 chưa có nói tới gì số phút tìm người hết. Khi mà lấy cô lấy 24 nhân cho 60 là cô tìm số phút trong bao nhiêu giờ? Số phút trong 24 giờ. Đúng rồi, chính xác. Số phút trong 24 giờ có là. Rồi mấy bạn tự ghi vô giúp cô. Thấy không, cô nói mà kiểu như là mấy bạn nghĩ được cái tính á chứ không phải không nghĩ ra, nhưng mà cái lời giải á là sẽ làm cho mấy bạn bối rối. Rồi còn cái việc tính ra bao nhiêu thì tự tính giùm cô nha mọi người. Cô gọi đọc kết quả giùm cô nha. Cái lời giải thứ hai là gì? Cô mời bạn Tường Lam. Lời giải thứ hai là gì cơ? Tường Lam. Dạ cô. Lời giải thứ hai là gì cơ? Sau khi con tính được cái số phút rồi mà người ta hỏi là tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ thì con ghi gì? Dựa vô câu hỏi đặt lời giải con. Số gì? Số phút mỗi phút đập là. Không phải số phút. Đọc lại cái câu hỏi người ta hỏi coi, hãy tính cái gì? Cái câu rồi, hỏi giờ. Không. Con đọc ở trong cái đề bài á con. Trong cái đề bài nó có cái câu là hãy tính số lần gì đó, con thấy không? Con thấy cái đề bài thấy không? Ừ. Rồi con đặt cái lời giải dựa vô cái câu hỏi đó. Hãy tính cái gì, số lần gì? Rồi. Đọc lời giải không ra. Đây đây đây. Số lần này con thấy chữ số lần không? Rồi gì nữa? Đọc tiếp ra Tường Lan, sao con cứ im lặng? Rồi. Con số lần đặt của tim người đó là trong 24 giờ là sao? Tại sao cái câu đó nguyên câu con không có? Cô em có cái lời giải cô ơi. Khoan từ từ. Tường Lam ơi, cô nói con nghe nè. Con không biết đặt lời giải, con dựa vô câu hỏi, cô chỉ con cái câu hỏi rồi sao con không đọc ra hết mà con đọc và con nhắc khoảng chi vậy? Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ có là. Nó đơn giản lắm mọi người, đừng có đi mà sáng tạo, đừng có đi mà tìm chi cho nó xa xôi trước mặt mình có luôn á. Rồi ghi nguyên câu đó lại xong. Được không Tường Lam? Dạ được. Ừ. Trời ơi, chỉ tới đó luôn đó. Rồi, bạn Dung nói gì nói đi. Dung nói gì con? Em nói gì không có làm được bài giải vậy đó cơ. Nó là cái em làm em được. Nói là em đọc được cái lời giải đó cơ. À, em đọc được cái lời giải, ok. Thì luôn đó, cô thấy cái vấn đề này là nhiều bạn bị lắm luôn. 24 nhân cho 60 bằng nhiêu ta? À, Phước Lộc, 24 nhân 60 bằng nhiêu con? Ra chưa? 24 nhân 60 bằng... em nghe rồi, em nghe rồi. Rồi khoan 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 các bạn cho cô xin số riêng cái. Cho cô xin số riêng cái là mấy bạn ghi bài giùm cô cái nha. Cô có việc ở ngoài á, 3 phút là cô vô liền nha. Cô lấy đồ cái cô vô liền nha. 3 phút, 3 phút. Bạn Bách nhớ ghi bài vô nha. Dạ em nghe rồi. Dạ. Yeah.
Cô ơi, con tính là một. Rồi, sorry mọi người. Con tính cho mời. Dạ, ok. Anh nói nghe, biết 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 hồi nãy là con mới lấy gì không? Tâm sự với Đi chị ăn riêng. cái quà từ ông chợ Noel. Không phải, không phải. Gấu bông, con rất là thích gấu bông. Rồi, Phước Lộc đọc giùm cô. Ôi là con. Phước Lộc đọc giùm cô 24 x 60 bằng gì cơ? Dạ bằng 7.200. Ủa 24 x 60 sao 7.200 được? Ai Đọc kết lộn quả cuối cùng, con đọc kết quả ở trên á, con đọc thiếu. quên lộn nữa Ừ, bằng 1.440 chính xác, 1.440 là chính xác nha mọi người. Rồi sau đó là tới là số lần tim, số lần đập của tim người đó trong 24 giờ thì mình sẽ làm phép tính gì? Cô mời bạn Bách. Bách ơi, nãy giờ con vô sao rồi, con có theo kịp bài không? Sao con vô trễ gì, cái máy không bị vấn đề hay như thế nào? không hồi ngày hôm qua chị thì trên cái máy con chứ là sạc pin không hề vô nên con mới đem đi sạc rồi con đem đi sửa rồi bây giờ tự nhiên cho nó bị mất hết mọi thứ luôn, mấy cái tài khoản Zalo của con nó cũng bị mất hết luôn, nên là con không có thấy được cái tin nhắn của cô. Thôi bây giờ cái vấn đề đó thôi bỏ qua đi. Bây giờ tóm lại nè, trong số phút được trong 24 giờ là 1440 phút, số lần đập của tim người đó trong 24 giờ thì con phải làm sao? Rồi thôi bây giờ nè Bách ơi, con quan sát tiếp nha, để mà con biết được cách trả lời nha. Chứ bây giờ cô hỏi con mà con cứ kiểu như là con cứ xoay vòng vòng mà con còn vô muộn nữa, cô không biết làm sao luôn á Bách ơi. Rồi con mời bạn khác nè, bạn Ngải Phương. Số lần đập của tim người đó trong 24 giờ con làm sao? Ái Phương, Gì đó. mỗi phút là đập bao nhiêu lần con? Mỗi phút Mỗi phút là đập bao nhiêu lần? Con nhìn kỹ cái đề bài con sẽ thấy. Mỗi phút nè là đập bao nhiêu lần? dạ khoảng 75 lần. Rồi đúng rồi, mỗi một phút là đập 75 lần, mà ở đây là 1440 phút. Đập bao nhiêu lần thì con sẽ làm sao? Con lấy 1.440 con nhân với 75. Chính xác rồi, nhanh đi bé. Rồi cô nói là nãy giờ khi mà cô đi rồi á, thì có bạn nào mà xong cái bài 3 thì mình có thể tự qua bài 4 ha. Kiểu như là mình học online rồi nha mọi người, cho nên là cái việc mà học mà gọi là tự tự mà mình có thể biết được là mình hết bài này qua bài kia là chuyện bình thường nha mọi người. Giờ học online rồi. 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 Bây giờ Tại á, sao? khoan 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 đừng 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 hỏi tại sao, khoan từ từ, bây giờ là không không có trả lời được những câu hỏi đó đâu mọi người. Rồi bây giờ 1440 nhân cho 75, bạn Bách không có nghĩ ra được cái lời giải, nhưng mà tới phép tính thì phải tự làm được nha. Rồi Bách lên nhân cho cô xong đọc kết quả cho cô. Dạ. Ừ rồi, bây giờ bạn nào thì xong câu 3 rồi, có thể qua cái bài 4 tự đọc đề trước, tự suy nghĩ cách làm của bài 4 trước, còn cái kết quả này là cô cần bạn Bách đọc. Cái bài này nói chung nó không khó, nhưng quan trọng là cô muốn biết mấy bạn là có tự đặt được cái lời giải hay không, chứ nó không hề khó nha mọi người. Nó là những bài trong sách giáo khoa thôi, cô chưa có lấy sách tham khảo gì hết luôn á. Cô mà lấy sách tham khảo là mọi người mệt mỏi luôn á. Dạ là bằng Nặng như 100 100
108000. Rồi vậy đọc số đó là con đọc sao? Đọc ra cho con nghe coi. Dạ là 108000. Rồi ok, 108000 lần. Xong cái bài 3 nha mọi người. Rồi sửa cái bài 3 vô xong đọc tới cái bài 4. Rồi bài 4 cô nhờ bạn đọc đề giùm cô. Tường Lam. Tường Lam đọc đề giùm cô. Một cửa hàng bán 13 kg đường loại 5.200 đồng 1 kg và 18 kg đường loại 5.500 đồng 1 kg. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên, cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền? À, ok. Cái bảng số 4 này nè mọi người thấy không? Có hai loại đường, giống như ở ngoài chợ đó mọi người đi mua đường đó, nó sẽ có nhiều loại đường lắm, có đường vàng, đường vàng, có đường trắng đúng không? Vậy bây giờ cô sẽ gọi hai đường, cái loại đường này đó là người ta bán hai giá, một giá là người ta bán là 5.200 đồng ký, là người ta bán hai giá tiền vậy đó. Một cái là người ta bán 5.200 đồng một ký, còn một loại là người ta bán 5.200 đồng một ký, còn một loại là người ta bán 5.500 đồng một ký. Giống như ra cái sạp này nè. Giờ tưởng tượng nha mọi người, giờ có khả năng tưởng. Con bán cào cào 2.000 một con. Hả? Gì? Con vô lớp con bán cào cào 2.000 một con. Có gì cũng có gì buôn bán từ nhỏ, kinh doanh từ nhỏ rồi hả? Hay quá hen. Rồi khoan từ từ. Nói gì vậy con? Không, bạn nói chưa, bạn nói chơi đấy con. Rồi bây giờ có hai loại đường thôi, bây giờ tập trung vô nè. Có hai loại đường đúng không? Một loại á, là người ta bán là 5.200 đồng một ký, cái người ta ghi ngoài chợ, người ta thường ghi vậy nè mọi người, ta cắm cái bảng vậy đúng không, cái ta ghi 5.200 đồng ký đó. Cái bên này ta cũng cắm cái bảng ở bên túi đường bên đây, cái người ta ghi là 5.500 đồng một ký đó, người ta cắm hai cái bảng ha. Cái bên đây á, là người ta bán được 13 ký nha. Ở bên đây á, là người ta bán được 18 kg, có nghĩa là tổng hết nguyên ngày á, là người ta xem lại á, thì cái loại thứ nhất người ta bán được 13 kg, được chưa? Cái loại thứ hai là người ta bán được 18 kg. Và bây giờ người ta đi hỏi tổng cộng hết là bao nhiêu tiền, tổng cộng hết là bao nhiêu tiền, được chưa? Nó chỉ vậy đó, chữ này là chữ đờ, như chữ đờ là chữ đồng. Rồi, cái đề bài tóm tắt của nó là vậy đó ha. Vậy thì bây giờ, ủa, bài này làm sao ta? Bạn nào ra nghĩ ra được cách làm nói giùm cô ơi. Em biết cô. Rồi ok, Dung nói đi. Em biết cô. Khoan khoan từ từ cho bạn Dung nói trước rồi hồi cô sẽ hỏi con những cái sau nè. Nếu cô đầu tiên là mình. Em đọc bài giải luôn nha cô. Ok, rồi. Ok. Dạ. Việc. Số tiền 13 kg đường loại 5.200 đồng có là. Rồi ok, chính xác. Số tiền 13 kg đường loại 5.200 đồng có là. Rồi con làm phép tính gì? Phép tính là nhân. Rồi đọc ra phép nhân luôn. Lấy 5.200 nhân cho 13. Rồi ok, tới đó được rồi. Rồi Dung tự trình bày cái bài của mình ra. Dung hiểu cô nói không? Yeah. Rồi ok. Rồi bây giờ nè, những bạn khác bây giờ mình có hiểu được cách làm hết không ạ? Có bạn nào mà chưa biết nữa không? Bài số 4 nè. Đầu tiên thì mình sẽ tính cái số tiền của 13 kg ra trước, rồi sau đó mình tính cái số tiền của 18 kg, rồi sau đó mình tính số tiền của cả hai loại là xong, được không? Bây giờ cô để cho mấy bạn tự viết chứ cô không có viết, rồi mấy bạn lại viết theo nữa làm chi, má công mình tự làm được mà. Rồi bây giờ cô hỏi bạn Bách đi, đầu tiên con ghi gì trước con? Số gì? Bách ơi. Cái này giùm cô. Số gì con? Dạ. Số gì con? Số kim. Nó nãy giờ Bách chưa hiểu bài luôn á, thấy không mọi người? Bách ơi, đầu tiên bây giờ con tìm cái số tiền, có số tiền của mấy ký trước? Số tiền của
của 18 ký. 13 ký sao con không tính trước? Bây giờ con tính cái nào trước cũng được, 13 ký cũng được, 18 ký cũng được. Ngay chỗ 13 ký nó xuất hiện trước thì mình tính trước để không mình quên. Số tiền của mà bạn 13 ký rồi gì nữa? Đọc nguyên cái lời giải cho cô nghe coi. Số tiền của 10 là số tiền của 10 là cái gì? Đọc lại. Số tiền của 13 ký là, bây giờ nè, Bách ơi Bách, trên cái đề bài nó như thế nào thì con viết lại dựa theo cái đề bài. Tại vì ở trong đây á là nó có hai loại đường. Một loại là 5.200 đồng một ký, còn một loại là 5.500 đồng một ký. Cho nên là con sẽ ghi rõ là 13 ký đường loại nào. Loại 5.200 hay là loại 5.500? Loại nào con? Con nhìn vô cái đề bài á, con dụi vô cái đề bài con viết. Các bạn còn lại tự viết nha mọi người. Mọi người tự viết nha. 5.200 đồng. Rồi, đọc ra nguyên cái lời giải một lần nữa cho cô nghe. Số tiền của 13 ký đường loại gì? Loại 5.200 đồng là cái chữ 1kg, sao con không đọc ra luôn? 1kg đường loại 5.200 đồng 1kg là. Rồi, phép tính giùm cô. Phép tính giùm cô. Tính là 5.200. Sao được? Nhân 200 nhân cho 18 tự nhiên cho 13. Rồi nhân đi, đọc kết quả cho cô. Dạ. Đơn vị là đồng chứ không phải là tiền nha mọi người. Nhớ kỹ giùm cô nha, coi chừng ghi lộn với đơn vị á. Dạ là bằng 67.600. 67.600. Rồi tiếp tục. Thôi con tự làm được rồi, con làm tiếp với bài dưới đi. Rồi các bạn nào ra kết quả của bài bạn Tường Lam đi, 5.500 nhân 18 ra nhiêu con? Con chưa tính xong cô. Rồi con tính đi xong đọc kết quả giùm cô. Rồi giải thứ ba là gì Phước Lộc? Lời giải thứ ba là tất số tiền tất cả 13 ký và 18 ký là ha. Cái lời giải của con nó hơi bị rối rối đúng không? Số tiền tất cả gì? Hoặc là con ghi, con dựa vô cái câu hỏi á, người ta hỏi là hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền, thì con có thể ghi là số tiền khi bán hết hai loại đường trên có là. Trời ơi, bạn nhà ta bị rối cái lời giải nè. Khi bán hết hai loại đường. Ơi cô nghe nè. Con tính được cái tiền, số tiền của 5.500 cái loại 5.500 đồng nhân 18 á cô. Là ra nhiêu? Cô ra 99. 99 gì? 99.000. Rồi 99.000. Rồi ok. Rồi, tới số tiền cả hai loại bán hết thì mình sẽ làm sao ta? Cô mời bạn Ái Phương. Cả hai loại thì làm sao con? Dạ là cộng. Con ra kết quả chưa cho cô xin luôn? Dạ chưa. Để vậy con làm đi. Nhớ ghi bài vô nha, nhớ lấy tập vở ghi vô nha. Lâu lâu cái cô nghe cái tiếng ở bên con giống như là con không có ghi bài á. Dạ. Ừ. Mà chuyên môn là vô sao luôn.
Rồi ai giờ này vô vậy? À Minh Quân, Minh Quân giờ này mới học xong. Cô nói ủa nhân vật nào giờ này mới ngủ dậy vậy? Ai ngờ là bạn Minh Quân mới học xong mà. Cô bạn Minh Quân vừa rồi đúng không con? Chắc là bạn bị mạng yếu quá con. Con ra kết quả rồi. Rồi là bao nhiêu đọc đi bé? 166.600. 166.600. Rồi cảm ơn bé. Rồi bạn sửa bài vô. Rồi bạn nào mà cần sửa thì sửa, còn bạn nào mà nhìn lên thấy đúng hết rồi thôi, được không? Rồi giờ bạn nào mà đúng hết rồi thì mình qua tiếp bài 5. Nó dễ. Bạn nào đúng hết rồi giống như bạn Hoàng Dung sẽ mở lên là cô đúng hết rồi sao cô? Thì đúng hết rồi thôi, qua bài 5. Dễ lắm. Nhìn đúng luôn rồi. Đúng hết rồi thôi. Quan trọng là bạn tự học được bao nhiêu á. Chứ bài trên bảng hả cô viết đầy. Bài trên bảng cô viết đầy chắc tối nay em khỏi ăn cơm hay là khỏi học bài tiếng Anh luôn. Rồi mấy bạn giải xong mấy 4 đi ha. Rồi tiếp tục mình qua bài 5. Cô cho em hỏi lý do nè, tại sao cô thích dấu bông cô? Nó dễ thương. Dạ con chất đầy luôn á cô, vậy mà vẫn mới vô thêm mấy con đó. Ờ vậy đấy hả? Thích dấu bông mà từ đó giờ là ông già Noel tặng em dấu bông không em mới tức chứ không tặng một cục. Nếu như mà một hồi á là cuối giờ nha, cuối giờ 11 giờ rưỡi mình học xong đúng không? Mà bạn nào muốn nán lại coi là cô đặt cái gì á, thì cô sẽ khui cho mọi người coi. Được không? Còn okay, mà, ok. Còn nếu như mà sắp cuối giờ tới giờ đó mà bạn nào muốn muốn rời phòng học thì cứ rời, được chưa? Tại lúc đó mình hết giờ rồi, mình hiểu không? Tôi cảm giác có mùi con gấu bông nó hơi lùng lùng. Con gấu bông này rất là lạ, cô không biết là mấy bạn có cái loại này chưa. Thôi chút xíu đi, thôi cuối giờ đi mọi người, nói một hồi cô nôn quá mắt. Loại mà có mùi nó trong quá cô. Không, một hồi biết đi, giờ không nói đâu. Giờ không nói đâu, thôi vô học đi. Tại vì biết sao không? Nói cô cũng nôn nữa rồi sao cô dạy được mọi người. Cho nên thôi, không nói nữa, dừng câu chuyện đây. Hết giờ học, bạn nào muốn ở lại coi cứ ở lại. Bạn nào muốn rời phòng cứ rời phòng. Xong, giờ xong bài 4 rồi đúng không mọi người? Tới bài 5, cô mời bạn đọc đề bài 5 giùm cô nha. Rồi, bạn Minh Quân quay lại chưa vậy tụi con? Đã rồi. Ok, Minh Quân với Gấu quay lại rồi đúng không? Nãy tự nhiên bị văng ra cô không biết quay lại chưa. Rồi, bây giờ bài 5 ha. Bài 5 cho bạn Minh Quân đọc đề đi. Minh Quân ơi, đọc đề bài 5 giùm cô. Dạ. Rồi bài 5 học bạn. Trường học có 18 lớp, trong lớp đó. Trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 25 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh? Rồi ok, con đọc xong rồi, con có nghĩ ra được cách làm luôn không? Con có nghĩ ra được cách làm luôn không? Hả? Để chưa con. Rồi ok, rồi mấy bạn suy nghĩ xíu cách làm. Rồi cô hỏi một bạn thử cách làm là gì nha, cách làm như thế nào nha. À, Tường Lam đi. Bạn Nam làm sao con? Cô là tập phép tính thôi đúng không cô? Cách làm có nghĩa là đúng rồi, phép tính thôi cũng được. Đầu tiên đây làm phép tính gì trước? Phép tính gì trước? Cô là phép tính cộng. Cộng. Bây giờ nè, Tường Lam ơi con đọc kỹ nè. 18 lớp, trong đó 12 lớp, mà mỗi lớp là bao nhiêu học sinh? Cô, mỗi lớp là 30 học sinh. Rồi, mỗi lớp là 30 học sinh. 12 lớp, thì mỗi lớp á, là 30 học sinh. Còn cái 6 lớp ở bên kia á, là mỗi lớp mấy học sinh? Cô là 35 học sinh. Rồi, ok, giờ bây giờ tìm sao giờ? Mười hai lớp mỗi lớp có 30 học sinh, rồi 6 lớp mà mỗi lớp có 35 học sinh, rồi bây giờ Tường Lam sẽ tính được cái gì trước? Vậy bây giờ cô hỏi Tường Lam nè, 12 lớp mà mỗi lớp là 30 học sinh, vậy 12 lớp là bao nhiêu học sinh? Cô là 30 học sinh. Không, mỗi lớp là 30 học sinh rồi, có nghĩa là một lớp là 30 học sinh á, vậy 12 lớp là bao nhiêu học sinh thì Tường Lam sẽ tính làm sao? Cô con lấy 30
nhân cho 12. Rồi 30 nhân cho 12 để ra được 12 lớp. Rồi tương tự vậy đối với 6 lớp còn lại. 6 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, vậy thì 6 lớp đó là bao nhiêu học sinh thì con sẽ làm phép tính gì? Cô là phép tính. Phép tính gì? Nhân. Đọc ra nhân mấy nhân mấy? Cô 35 nhân 6. Rồi sau đó người ta hỏi là trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh thì làm phép tính gì nữa? Cô là làm phép tính cộng. Rồi ok xong rồi đó. Rồi các bạn khác hiểu không ạ? Con hiểu không Minh Quân? Minh Quân ơi. Dạ. Con hiểu bài này không? Dạ có xíu. Rồi có xíu thì giờ lặp lại giùm cô nè. Đầu tiên con tìm số học sinh của mấy lớp trước. Thưa cô là tìm số học sinh của mấy lớp trước? Mỗi lớp. Mỗi lớp đâu? Mỗi lớp ta cho hết rồi con. Mỗi lớp là 30 học sinh, rồi mỗi lớp là 35 học sinh ta cho hết rồi. Đâu tìm chi? Tìm số học sinh mấy lớp đâu? Vậy bây giờ cô giảng lại một lần nữa. 12 lớp. Rồi khoan từ từ, để cô giảng lại một lần nữa. Nghe kỹ nè, trong nhóm mình bạn nào đã biết làm cái bài 5 rồi thì tự làm, còn bạn nào chưa biết thì hướng lên màn hình, cô giảng kỹ lại một lần nữa nè. Rồi và Minh Quân sẽ là người tương tác với cô, còn những bạn khác thì lắng nghe cái sự tương tác đó, hiểu không? Rồi Minh Quân cô hỏi nè, 12 lớp mà mỗi lớp là 30 học sinh. Cô hiểu chỗ này không? Nghe hiểu. Rồi vậy thì 12 lớp này có bao nhiêu học sinh thì mình sẽ làm phép tính gì? Lấy 12 nhân cho 30. Chắc chưa? Dạ chắc. Rồi ok. Lấy mỗi lớp nhân với số lớp, con lấy 30 nhân cho 12 cho nó chắc. Là lấy số học sinh của mỗi lớp, mỗi thì 2 lớp mình sẽ nhân 2, 4 lớp thì mình cứ nhân cho 4. 10 lớp thì mình cứ nhân cho 10, mà 12 lớp thì mình cứ nhân cho 12 thì mình ra được số học sinh của 12 lớp. Còn tương tự như vậy tới 6 cái lớp sau á, mà mỗi lớp là 35 học sinh, vậy mình tìm 6 lớp thì mình làm phép tính gì? Thưa cô, lấy 35 nhân cho số học sinh mỗi lớp. 35 nhân cho mấy? Nói gì không hiểu. 35 nhân mấy? 6 lớp, mỗi lớp 35. 35 nhân 6. Đúng rồi, 35 nhân 6. Rồi. Có nghĩa là vậy nè. Rồi được rồi, Minh Quân tắt đi. Rồi giờ cô giải thích chỗ này kỹ nè. Ví dụ như tại sao là 35 nhân 6? Cái này là mấy bạn học kỹ hồi năm lớp 2, lớp 3. 35 nhân cho 6 là tại sao? Có 6 lớp đúng không? Cô giải kỹ cho mọi người coi nha, nhìn lên màn hình xíu. 1 2 3 4 5 6. Mỗi lớp là 35 học sinh, có nghĩa là lớp nào cũng có 35 bé hết. Cái nào cũng 35 hết nha. 35. 35. 35 nha, lớp nào cũng vậy hết ha. Rồi. Vậy thì để muốn tính được cái số học sinh của 6 lớp thì mình cứ cộng lại được chưa ạ? Mình cứ lấy những số này mình cộng lại. 35 cộng 35 cộng cộng cộng. Rồi, nhưng mà tại vì á 6 số này giống nhau cộng lại cho nên thôi mình chuyển thành phép nhân là mình ghi thành 35 nhân 6. Đây là cái lúc nhỏ mà mình học nè, cái lúc mà mình học về bản chất của phép nhân á là mình học nè. Rồi sau đó mình rút ra được là à, vậy mai mốt á người ta cho mỗi cái mà người ta chọn hỏi nhiều cái thì mình cứ lấy mỗi cái mình nhân cho số cái nè. Lấy 35 nhân cho 6 là bắt đầu từ cái lớp 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 3 nè, bắt đầu mình lên từ lớp 2 nè, bắt đầu mình lên lớp 3 là mình lên kiểu viết như vậy, đúng không ạ? Đó. Cho nên là bây giờ á thì ít khi nào mà giáo viên sẽ nhắc lại cái vụ là 35 cộng 35 cộng 35 cho mọi người lắm. Mà thầy cô sẽ dạy luôn là lấy 35 nhân cho 6 là tại vì cái nền này là mình đã học ở lớp nhỏ rồi. Ha. Rồi bắt đầu vô ghi lời giải nè. Đầu tiên. Ok cô cho em hỏi. Đó đi. Cái này có cách hai không cô? Có cách hai không cô hả? Có cách hai không cô hả? Cô tính hết rồi. Không không không. Cái này số nó không có giống nhau, không có đưa thầy một cách được. Rồi bây giờ đầu tiên ghi lời giải nè. Số học sinh 12 lớp có là ha. Cái này nếu mà nãy giờ bạn nào xong là đã ghi xong rồi, bắt đầu là ngồi là nhẫn nhơ là ngồi chờ luôn á, đúng không? Số học sinh 12 lớp có là. Rồi tự ghi phép tính rồi đáp gửi cái gì cái kết quả của phép tính ra chút xíu Google động nha. Cái gì? Cái đồ. Rồi ok, chờ cô xíu. Chờ Út xíu. Cô ơi, con nhớ lại mấy cái thế kỷ rồi.
Rồi, mấy bạn ơi, mấy bạn chờ con cái nha, có đồ cô ra cô lấy cho. Mấy bạn làm cho xong cái bài 5 nha. Chắc luôn. Ba mươi nhân 12 ra kết quả ai con? Rồi đọc cho cô ra nhiêu? Cô bằng 300. Ba mươi nhân 12 sao ra 300 được ta? Nhân lại. Con tính lại cô rồi. Bằng bao nhiêu con đọc đi? Bằng 360. Ok, bằng 360. Rồi 35 nhân 6 ra nhiêu vậy Giang? Có 35 nhân 6 bằng 210. Ok, 210 con cộng lại hết chưa bé? Dạ rồi cô. Ok, giờ là xong hết rồi đúng không? Là ngồi chờ đó thôi đúng không? Ghê nhỉ. Dạ. Ok. Giờ là hả, ngồi chờ cô luôn. Rồi thôi, mình gán lên mình nhanh nhanh mọi người để thôi có những bạn ngồi chờ mình đó mọi người. Chờ lâu lắm rồi. Chờ lâu lắm rồi, bạn Phước Lộc nữa kìa. Rồi ok ok, gán lên mọi người ơi. Rồi Bách ơi, 360 cộng cho 210 ra nhiêu Bách? Con ra kết quả phải luôn rồi con. Rồi khoan khoan, để cho bạn Bách tính. Rồi Bách ơi. Dạ ăn cái thôi, rồi đọc kết quả. 360 cộng cho 210 bằng bao nhiêu? 6 hồi cho các bạn tính toán quá, chứ bắt mấy bạn ghi lời giải hồi là khỏi cầm đũa gắp cơm ăn luôn. Rụng cái ta. Dạ là bằng 570. Rồi ok. Chứ bắt mấy bạn ghi lời giải hồi là khỏi gắp cơm ăn luôn. Rồi đúng không? Còn bài nào chưa xong không ạ? Ác Phương ơi, con kịp không Ác Phương? Ác Phương ơi. Con. À kịp bài ok con. Rồi còn bạn nào chưa kịp không ạ? Đừng có qua bài khác để thôi, mấy bạn ngồi mấy bạn chờ mình kìa. Giận ghê không? Mình làm mà mình đầu giết mình chết luôn, ta ngồi người ta chờ mình kìa. Bác ơi con ghi xong chưa bác? Dạ rồi. Rồi ok, dạ rồi ha. Bữa nào nhờ mẹ chụp bài qua thử nha. Rồi tiếp tục. Cái bài 3 với bài 3, bài 4, bài 5 là nãy cô đi qua rồi ha mọi người. Giờ cô đi tiếp mọi người theo dõi nha. Bây giờ nhân nhẩm với hai chữ số với số 11 thì cô đã chỉ rồi cho mọi người ha. Cái này là hôm trước cô nhớ cái bữa đó là có đầu giờ là có bạn Bách chưa có vô nè. Thì bây giờ cô nhắc lại một lần đi, lỡ như hả có bạn nào bị quên hoặc là cho bạn Bách nhớ lại luôn. Ví dụ như 75 nè mà nhân cho 11, Bách quan sát kỹ giùm cô ha. Rồi bằng nè, 7 5 viết lại giùm cô. Bắt đầu nè nha. 7 7 với 5 viết xa xa ra. 7 cộng 5 là 12, viết 2, nhớ 1. 7 cộng 1 là 8, kết quả là 825. Bách thấy không Bách? Bách ơi. Dạ thấy. Rồi giờ cô hỏi con nè, nếu mà 96 mà từ 96 nhân cho 11 thì Bách sẽ ra được gì? Bách đọc cho cô nghe coi. 96 nhân cho 11. Rồi cô ghi 96 xa xa ra đó, rồi giờ làm gì tiếp? Bách nói là Bách tiếp à? Rồi tiếp đi. Sao? Rồi mình ghi số. Làm sao? 9 cộng 6 ra nhiêu?
9 cộng 6 ra 10 ra 15. Rồi, 9 cộng 6 ra 15, viết 5, nhớ 1 lên đây. Vậy 9 cộng 1 ra mấy? 9 cộng 1. 9 cộng 1 ra mấy con? Ra 10. Ra 10, vậy kết quả là nhiêu, đọc cho cô nghe coi. Vậy kết quả là 10 là 10. Vậy kết quả là 10 là sao con? Vậy kết quả là 19. Không có hiểu con nói, Tết ơi. Kết quả là 1.000 mấy? 1.010. Tết ơi, con đọc cái số ở đâu rồi Bách? Cái số này nè, con đọc là gì? Đọc cho cô nghe coi. Cái số đó đọc là gì? 1.000 10.056. Không ai đọc là 10.056, đọc lại. Đọc chừng nào đúng không? 10.056. Là sao ta? Có nghĩa là cái số nó như thế này nè. Rồi đọc lại cho cô số này coi. Đọc lại đi con. 1.056. Đúng rồi, 1.056. Rồi tiếp tục qua bài khác. Rồi cho nên là cái việc tính nhẩm này nè, mấy bạn đọc cho cô cái kết quả luôn nha mọi người, cho nó nhanh gọn lẹ ha. Ơi cô nghe nè, nói đi con. Thế là bây giờ biết cô ôn lại bài mà biết cái số đằng cái số cuối cùng, hai cái số cuối cùng của nó và tìm hai cái số đằng trên đó, cô nhớ. À cái đó đó hả? À, cô nhớ nhưng mà từ từ. Từ từ. Rồi 34 nhân cho 11. Rồi giờ cô hỏi nha, mấy bạn không, mấy bạn đừng có ngồi mà đặt phép tính ra nha, dùng cái cách tính nhẩm và cho cô kết quả luôn, chứ đừng có nói là cô chờ con đặt ra nháp một cái. Không, cô đang cần mấy bạn là nhớ cách tính nhẩm đó và đọc kết quả cho cô nha, đừng ngồi sắp phép tính ra. Rồi Ái Phương, 34 nhân 11 bằng gì bé? Ái Phương. 34 nhân 11 là, nhớ không? 3 cộng 4 là? 3 cộng 4 3 cộng 4 là 7. Ừ, vậy kết quả ra nhiêu? 374. Rồi ok, bài này thử đi. Bài này ra nhiêu? 9 cộng 5 5 là 10 14. Rồi sao? Viết 14. Viết 14 luôn hả? À, viết 4 nhớ 1. Rồi ở đây tới thành số mấy? Thành số 10. Vậy kết quả là nhiêu, đọc cô nghe coi. 1045. Chính xác rồi, cảm ơn con. Cô mời bạn tiếp theo Tường Lam, 82 nhân 11 ra gì con? Thưa cô, 8 8 cộng 2 bằng 10. Rồi sao nữa? Viết 0 nhớ 1. Rồi kết quả là nhiêu? Cô bằng 902. Rồi ok, chính xác. Rồi bài này x bằng gì ta? Cô mời Minh Quân, x bằng gì con? Minh Quân. Thưa cô, x bằng 225 nhân cho 11. Rồi đọc cái kết quả luôn á. Biết là 25 nhân 11 rồi, đọc cái kết quả luôn. 200 mấy? Thưa cô, bằng 300. À, no no. Bữa đó Minh Quân có nghe được cái phần này không vậy? Cô không nhớ được bữa đó phải thứ 6 hay không á. Dạ có nghe. Rồi ok, vậy là 200 mấy? 205. Sao linh 5 được con? 2 cộng 5 mà sao ra số 0 được? 2 cộng 5 ra mấy bé? 2 cộng 5 bằng 7. Ờ, sao tự nhiên lúng túng chỗ này vậy? 275 nha con. Rồi một bài nữa đi. Bằng bao nhiêu? Tôi cô bằng 100. Đọc 7. 158. 155 là gì ta? Cô không hiểu con đang nói gì luôn á Quân. Giờ con rồi cô hỏi nè, con có nhớ cách làm hay không? Dạ hơi nhớ. Hơi nhớ có nghĩa là không nhớ rồi. Giờ cô hỏi nè, cô viết số 7, số 8 xong rồi, bây giờ làm cái gì tiếp? 7 cộng 8. Rồi 7 cộng 8 ra nhiêu? Là 15. 15 viết 5 rồi, nhớ 1 lên đâu? Nhớ 1 lên số 7. Rồi thành số gì? Thành số gì? Số 1. Rồi số 7 lên số 1 có thành số 1 là gì không hiểu luôn. 7 cộng 1 ra mấy?
7 cộng 1 ra 8. Ừ, rồi kết quả ra nhiêu, đọc lại cho cô. 858. Đúng, chính xác. Rồi bây giờ cô hỏi nè, nhóm mình còn ai còn bị quên cái phần này nữa không? Có cần cô cho thêm nữa không? Hoàng Dung ơi, nhớ chưa con? Hoàng Dung nhớ. Rồi Giang. Dạ rồi cô. Rồi ok. Nhớ kỹ nha mọi người. Ví dụ như nếu như mà hai số, ví dụ như là số 3, số 5, 35 này nhân cho 11 thì nó dễ rồi, 3 cộng 5 là 8, cứ thêm vô số ở giữa là xong. Nhưng mà lỡ như là số 7 với số 7 đi, có nghĩa là cộng mà vượt quá 10 á, cộng mà vượt quá 10 á, thì mình lấy là 7 cộng 7 là 14 đúng không? Mình viết 4 nè, nhớ 1. Rồi, mình nhớ 1 lên cái hàng trăm á, 7 cộng 1 là 8. Vậy kết quả của 77 nhân 11 sẽ là 847. Cái này cô nhắc lại lần nữa là lần 2 rồi ha. Tiếp tục qua bài khác. Đó là nhân nhẩm với 11, cái đó là bài ôn chứ không phải bài mới đâu. Rồi cái bài này. Cái bài này là cái bài mà nó không có khó, nhưng nó quan trọng là cái cách trình bày. Cho nên là bây giờ vậy đi, cái cách trình bày của bài 4 này là cô trình bày theo ý của cô. Rồi khi mà mấy bạn học ở trên trường á, nếu mà thầy cô trình bày theo cách khác thì mấy bạn cứ làm theo. Còn cái này là cô sẽ hướng dẫn trước để cho mấy bạn không có bị bỡ ngỡ với cái dạng bài toán mà có A, B, C, D, E, F dày ha. Rồi cho mấy bạn viết đề để hồi ngày nay là khỏi cầm đũa ăn cơm luôn nè. Mấy bạn muốn biết cái bài này á, cái bài này nó nằm trong bài sách giáo khoa trang 71. Nó rõ luôn, để mấy bạn muốn coi thì cứ coi. Rồi cô mời bạn đọc đề của bài số 4 giùm cô ha, Ái Phương. Ái Phương đọc đề bài 4 giùm cô. Phòng hợp A có 14 dãy ghế. 12. Mỗi dãy ghế 12. Có đặt đâu ra 14. Mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng hợp B có 14 dãy ghế. Mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai? Rồi, ok, được rồi, con tới đó được rồi. Thôi ok, đi. Rồi, ok, khoan, nãy giờ học tiếng máy rồi, cũng quên cho các bạn đi vệ sinh. Các bạn dừng chút xíu đi cho các bạn đi vệ sinh uống nước, chị đi hết đi mọi người. Vậy em làm nghỉ chút. Rồi, ok, nãy giờ cô quên, cô dạy luôn, tới giờ này cho nhỏ đi đâu hết trơn. Thì cái là tình luôn á mọi người. Chăm chú quá mà. Chăm chú quá đó, cô. Trời ơi. Con mà kỳ lạ như con hấu bông que. Dạ. Gán đi, gán học tới cuối giờ đi, chứ giờ đang trong giờ học cô không có đưa được mọi người. Cô bị la. Cái con này thì cô cũng thích lắm, tại vì cái lúc mà cô coi thấy nó đẹp lắm. À, vậy quay qua cô giao lưu với mọi người xíu đi, tự nhiên ngồi thấy cái bài tập không thấy mọi người chán chết. Trời, thấy con gấu bông luôn. Ê, Quân, Quân con gấu bông, cái con mỏ con gấu bông, con nó bị gì hay là tự nhiên con dán giấy vô ạ? Là con làm gì ạ? Thấy nó xấu quá cho nên dán giấy cô. Ố đẹp mà, tự nhiên dán giấy vô chi vậy? Giấy gì vậy cô? Có nghĩa là cái mỏ của con gấu tự nhiên dán giấy vô chi trời. Lọc qua lọc, con đưa cái gì cho cô coi. Con đưa cái gì cho cô coi mà con đưa vậy nè, nó đưa vậy nè. Không biết đưa cái gì luôn ạ. Đâu? À, nghe nè, cái gì? Cái xe thấy rồi, cái xe. Nói cái chị. Con gấu đi. Thì tới năm Noel năm nào người ta cũng chơi con gấu. Vậy hả? Kể cả tặng quà cũng tặng con gấu cho nên em hơi bị tức. Gấu đẹp mà, nói chung là hả? Cô mà có mà không tặng cho em một cục kẹo nào. Cũng là gấu hả? Gấu xài gạt lau. Con gấu nó dễ thương mà tự nhiên dán giấy vô chi trời. Con gấu không? Mà mua tới 400 nghìn rồi đó cô. À vậy hả? Mua xong mà con nước à, con gấu á, mấy bạn phải mua cái loại nó cũng. Nói chung là cái những cái shop mà tin tưởng á. Cho cô kẹo đi, cho cô kẹo đi. Cảm ơn. Rồi, cái con gấu á là cái là thường là mấy bạn sẽ ôm ngủ á, cho nên mấy bạn phải chọn cái shop nào mà tin tưởng á, là cái loại gòn á nó tốt á, nó tốt cho sức khỏe, an toàn sức khỏe á, chứ không phải là cái loại gấu nào mình cũng mua được đâu. Mấy bạn đừng có mua cái loại mà ở bên trong nó sọc sạc cái giấy dụng á, trời ơi nó khó chịu lắm luôn á nè. Cô ơi, mẹ em có mua nuôi cây gòn kìa cô. À ok, là có tôi thấy con gấu con gọc không cô thấy cô. À nghe nè, gì hồi sinh nhật con á, à. Chú con tặng cho con nguyên con gấu bự hơn con luôn. Ok nè con. Thấy rồi, hai con nãy leo lên đầu con kia.
là mình phải chọn được cái xốp á, rồi biết được cái gấu cái gọn ở bên trong là loại tốt cho sức khỏe á. Tại vì gấu thường thường mấy bạn là mấy bạn ôm, mấy bạn ngủ, nhiều khi mấy bạn tức ai đó bạn nhai ăn gấu cũng có nữa. À không, ý cô nói là nhiều khi ngậm ngậm cái kia là nó phải an toàn mới được á, chứ mua mấy cái ví dụ như mấy chục ngàn ngậm nó là biết là phải phun ra rồi con. Dạ. Rồi thôi bây giờ lớp mình đầy đủ hết rồi, mình học tiếp nha mọi người, mình học sớm nghỉ sớm chứ để hồi thôi cái ga trễ mất công nha. Em có nuôi một bé chó cute lắm nè cô, con muốn coi bé chó cute hả? Rồi coi bé chó cute ăn cái thấy rồi trời. Nó đi học, nó ngồi nó học mà nó tập hợp gấu xung quanh nó thiệt chứ. Rồi nhưng mà đừng làm cho mình phân tâm là được. Rồi, bài 4 câu A nha mọi người. Bây giờ đầu tiên á, là mình đọc vô cái đề bài thì làm ơn đọc một lần không hiểu đọc hai lần được chưa, chứ đọc một lần không hiểu xong rồi dục ngang bên xong rồi bắt đầu là con không biết là không ha. Từ từ hướng hẳn mới biết nha, không phải thần đồng nha. Rồi có 12 dãy ghế, mỗi một dãy là có 11 người ngồi trên đó. Rồi phòng học B á, là có 14 cái dãy mà mỗi một cái dãy là chỉ có 9 người ngồi trên đó thôi. Cái ý chính của cái đề bài này nó chỉ là hai cái dòng màu đỏ đó, hết rồi. Rồi người ta mới hỏi là, người ta mới đặt ra từng câu hỏi đúng không, cái nào câu nào đúng câu nào sai. Mà khi mấy bạn đọc qua từng câu ở ABCD mấy bạn thấy là người ta hỏi ở phòng họp A và phòng họp B, và người ta so sánh hai phòng họp đó. Cho nên là bây giờ cái câu chuyện của mình là mình sẽ đi tới, mình đi tính trước. Mình đi tính phòng A có bao nhiêu người, mình đi tính phòng B có bao nhiêu người, rồi cái chuyện so sánh đó thì tính sao, được chưa? Rồi bây giờ vô tính phòng A có bao nhiêu người thì mình sẽ làm sao? Cô mời bạn Minh Quân. Phòng A có bao nhiêu người con tính làm sao? Thưa cô là phòng A có bao nhiêu người? Phòng A là có 12 dãy ghế mà mỗi một dãy là có 11 người ngồi. Vậy hỏi phòng A có bao nhiêu người thì giờ làm phép tính gì? Cô là lấy 12 nhân 11. Mỗi giải là bao nhiêu người con? Mỗi giải là 11. Ừ, lấy 11 nhân cho mấy? 12. Ừ, rồi ok nhân đi mọi người. Rồi ghi bài vô mình cô. Lấy mỗi, thường á là mấy bạn nhớ mình cô nè, cứ lấy mỗi giải nhân với số giải là xong. Rồi tắt mic giùm cô, bạn nào mới trả lời chưa tắt mic. Tắt mic giùm cô. Cô em tính được rồi cô ơi. Rồi 11 nhân 12 ra nhiêu đọc cho cô? Dạ cô, 11 nhân 12 bằng 132. Ok, cái này 19 nhân 14 bằng 126. Cái này á, ngay chỗ mà 11 nhân 12 bạn có thể tính nhanh được á, là cái kiểu đó là nhân nhẩm cho 11 đó, mình mới học cái sạc luôn, áp dụng vô liền. Rồi, bây giờ sau khi mà mình có hai câu này rồi thì bắt đầu là phòng họp A có bao nhiêu xong luôn rồi cô. Rồi vậy hả? Bây giờ cô hỏi Giang nè, vậy phòng A với phòng họp B phòng nào có nhiều người hơn? Phòng A có nhiều. Nhiều hơn bao nhiêu người? Nhiều hơn bao nhiêu người? Nhiều hơn 6. 6 người. Rồi ok, giờ cô sẽ trừ ra luôn ha. Rồi cô trừ để cô biết được là nhiều hơn bao nhiêu người chứ gì ha. Rồi bắt đầu mình đi vô trả lời thôi. Lam thoát ra rồi cô. Lam nó bị chắc là bị văng. Bị văng. Rồi vậy câu A là câu đúng hay là câu sai ta? Cô mời Ái Phương. Câu A người ta nói là phòng A nhiều hơn phòng B 9 người, đúng hay sai con? Dạ. Đúng hay sai? Dạ. Một trăm ba mươi hai trừ cho 126 là ra 6 người, có nghĩa là phòng A nhiều hơn phòng B 6 người, mà câu A người ta lại bảo là phòng A có nhiều hơn phòng B 9 người. Hả? Dạ câu A sai. Câu B? Dạ đúng. B đúng, rồi cảm ơn con. Rồi tiếp tục qua câu C, người ta hỏi là phòng A có ít hơn phòng hợp B 6 người, phòng A ít hơn phòng B, vậy câu C đúng hay sai vậy Bách? Đúng hay sai con?
Phòng A là có bao nhiêu người? Phòng A bao nhiêu người bác? Bác ơi, phòng A là bao nhiêu người? Ở trên màn hình có mà con đọc ra cho cô thôi. Phòng A 11 người. Đọc cái gì vậy bác ơi? Nãy giờ con có chú ý lắng nghe bài không vậy con? Tự nhiên phòng A có 11 người là sao? Không, 11. Ở đâu ra phòng A có 11 người vậy? Do là nó ghi là có 11 người rồi. Nãy giờ không biết là bác có theo dõi được cái bài luôn không á? Cái lời giải đầu tiên mà cô ghi là gì? Cô đọc cái lời giải đầu tiên trong cái màu nâu mà cô viết coi. Số gì? Số gì bác? Số người phòng hợp A à, có là 111 nhân 12 bằng 130. 132 gì? Đọc ra hết một câu luôn con nhắc. 132 người. Ừ, ok, 132 người. Vậy có nghĩa là phòng hợp A có bao nhiêu người? Bác ơi trả lời nhanh giùm cô để các bạn phải chờ con này con. Phòng hợp A có bao nhiêu người? Phòng A có 132 người. Rồi phòng hợp B có bao nhiêu người? Phòng hợp B có 126 người. Rồi vậy câu C người ta hỏi là phòng hợp A có ít hơn phòng hợp B 6 người. Vậy đúng hay là sai? Sai. Sai. Phòng hợp A nhiều hơn chứ sao ít hơn nên câu C là câu sai. Rồi nói lùm cô câu D luôn. Câu D là câu đúng hay câu sai? Câu D. Hai phòng hợp có số người như nhau là đúng hay là sai? Sai. Ok, sửa bài vô đi. Ủa cô vậy làm vậy là chỉ có câu đúng thôi nha. À, yeah, thì có sao đâu, bình thường mà. Cô ngày hôm qua mới về từ Sài Gòn về á cơ. Ủa cô tại sao cô sai lại là đúng cô? Sai sai chứ đúng đâu. Ủa tại em thấy cái từ ớt sờ mà từ đờ kìa. Nhìn đúng à. Cô đang nói từ đờ. Nè, đây tôi tách ra cho. Chứ bắt đầu nhìn là nhìn không có ra. Rồi ra chưa? Rồi được chưa? Vừa ý chưa? Rồi, rõ ràng chưa? Từ đờ có phút nữa tan nha cô. Không có tính giờ. Rồi xong hết cho mọi người. Còn bài nào chưa xong không? Bách ơi Bách, con chú ý vô bài xíu nha Bách. Tự nhiên cô hỏi con mà con trả lời câu, cô cảm giác cô bỡ ngỡ lắm luôn á Bách. Cô cảm giác giống như nãy giờ con không có trong lớp học mà con mới vô trong đây cách đây khoảng 2 phút á Bách. Rồi cô qua bài khác nha mọi người. Rồi nhân với quê cơ chữ số. Quê cơ. Nói đi cơ. Bên quân vẫn xài hai tài khoản dữ rồi cơ. Không sao đâu con, nhiều khi nó hiện vậy. Rồi thôi tập trung vô học nữa con. Rồi bây giờ cái việc mà nhân cho số có 3 chữ số thì cô thấy là mấy bạn là cô cũng cho trong bài tập về nhà rồi được chưa? Và cô thấy mấy bạn vẫn nhân được rồi hen. Cho nên là cô không có nhắc lại cái phần này nữa. Cái phần này lúc đầu cô cũng có nói rồi. Rồi ví dụ như cái bài 2 nè, mấy bạn nhìn kỹ bài 2 ha. Viết giá trị vào biểu thức ô trống thì mấy bạn thấy rõ ràng là người ta cho những cái số này thì mình chỉ cần nhân lại là ra thôi. Cho nên là bài 2 cô cũng không nói luôn, nó rất là dễ. Bây giờ qua bài 3 nè. Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh là 125m. Diện tích của hình vuông tính bằng công thức gì Tường Lam? Tường Lam. Tường Lam, ủa dạ, cô. Tại rồi mà. Ừ, diện tích của hình vuông bằng công thức gì? Thưa cô là cạnh nhân cạnh. Là lấy máy nhân máy đọc cái bài 3 cho cô biết mà máy nhân máy luôn. Máy nhân máy. Cái bài 3 nó có cạnh sẵn là 125 đó con, thì đọc ra là 125 nhân máy thôi. Cô 125 nhân 125 nhân máy. Nhanh. 100,
125 nhân 125. À, cô ơi, cho em đi vệ sinh. Rồi ok, đi vệ sinh giờ ngồi vô nó chắc nghỉ luôn á. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Nhân số có 3 chữ số tắt mic giùm cô. Nhân với số có 3 chữ số tiếp theo nè ha. Rồi bây giờ mấy bạn nhìn kỹ giùm cô ha. Câu 1 là mình biết làm hết không ạ? Câu 1 dễ rồi ha. Rồi câu 2 là nhìn nhận đúng sai. Bây giờ làm sao để biết câu A, câu số 2 là đúng hay là sai đây? Để cô mở to lên cho mấy bạn nha, tự nhìn giùm cô. Câu 2 là cái câu mà người ta làm sẵn đó, mọi người thấy không? Rồi, bây giờ cô sẽ đánh dấu từng cái đi để mấy bạn dễ nhận xét. Cái này là cô gọi là câu A đi ha. Cái này cô gọi là câu B đi ha. Cái này cô gọi là câu C đi ha. Giờ trước hết cô hỏi là câu A, người ta tính vậy đúng hay là sai? Mà sai là tại sao sai? Em biết rồi đó cô. Rồi, em biết, Hoàng Dung biết đúng không con? Rồi, Ái Khương trả lời cô câu A. Dạ. Dạ, tại vì cái số 912 nó không ngay. Đúng rồi, chính xác. Câu này là câu sai. Câu B, bạn Hoàng Dung biết phải không con? Dạ, cô là hí số 0 nha. Rồi. Không phải thiếu số 0 nha. Nhiều khi người ta có thể lược bỏ số 0 đó được á. Nó không phải là sai chỗ đó đâu Hoàng Dung. Tại vì không nhân lên người ta vẫn có thể lược bỏ chỗ đó. Đi cô ơi. Rồi đó. Người ta phải lược vô thêm một cái nữa cô. À đúng rồi, chính xác. Hoàng Dung nói đúng. Là ở đây á, là cái số 2. Cái số 2 này nè, 2 này nè, nó nằm ở hàng trăm. Cho nên khi lấy 2 nhân 6 ra 12 á, thì cái số 2 này nè, cái số 2 của cái số 12 á, là phải ghi ở dưới hàng trăm chứ không có ghi được ghi ở dưới hàng chục, cho nên phải thuộc vô cái nữa, cho nên bài này cũng sai. Và chắc chắn câu C sẽ là câu đúng. Ở câu C bạn nhìn kỹ nha, cái số 0 này người ta lược bỏ đi á mọi người. Tại vì không nhân lên nè, cô nhân cho mấy bạn coi là đầy đủ luôn nha, cô sẽ viết dạng đầy đủ á. 0 nhân 6 là 0 là ghi chỗ này nè. Rồi 0 nhân 5 là 0 nè. Rồi 0 nhân 4 là 0 à. Là ý là người ta đã lược bỏ cái hàng ở giữa đó. Nha. Cho nên câu C mới là câu đúng. Các bạn nhìn kỹ được không ạ? Rồi, tiếp tục nha mọi người. Có những cái bài cô ví dụ như những cái bài vậy nè, 728 đi, người ta nhân cho là 2004 đi đó. Thì người ta sẽ nhân cái số 4 lên, người ta sẽ nhân số 2 lên, người ta lược bỏ hai số 0 này cũng được. Nhưng mà lược bỏ thì phải ghi cho nó đúng cột, chứ lược bỏ ghi không đúng cột là sẽ bị sai cái bài này. Nó vậy thôi. Cô ví dụ như vậy nè, để cô chỉ qua cái phần này cho mọi người kỹ xíu nha. Rồi, cô ví dụ như mấy bạn gặp cái số là gì đây, 2, 3, 4, 6 đi ha. Rồi, nhân cho là 3, 0, từ, chờ xíu, cho số khác đi, 2, 0, 0. 5 đi, ví dụ như vậy. Rồi bạn nhân lên ha, nhìn kỹ giùm cô nha. 5 x 6 là 30, viết 0, nhớ 3. 5 x 4 là 20, 20 cộng 3 là 23, viết 3, nhớ 2. 5 x 3 là 15, cộng 2 là 17, viết 7, nhớ 1. 5 x 2 là 10, cộng 1 là 11. Rồi, số 0 này cô lược bỏ, số 0 này cô cũng lược bỏ luôn. Có nghĩa là cô bỏ hàng chục, cô bỏ hàng trăm tới hàng nghìn luôn. Rồi nghe giùm cô không nói lúc này. Rồi. Con còn có 5 biết mà cô ơi. Rồi kể đi không sao đâu con. Rồi chứ bây giờ cô biết làm sao giờ bé? Thì giờ con học tới cuối giờ rồi, có hết pin thì con thoát khỏi phòng chứ giờ cô đâu biết phải làm sao con. Rồi tới tiếp cuối giờ mà cô. Hả? Tới cuối giờ mà cô. Cho nên. Rồi bây giờ tiếp tục. Giờ tới số 2 đúng không? Con còn nói sao con không nghe gì trơn cô ơi. Con không nghe hả Bách? Sao mà cái lúc mà cô dạy bài có nhiều vấn đề quá. Rồi tiếp tục nha mọi người. Các bạn đừng có mở mic nữa nè mọi người. Đừng mở mic nữa, tắt giùm cô. Rồi bây giờ bạn nào có vấn đề thì nói. Còn bạn nào không có vấn đề thì không cần nói nha. Không có mở mic lên để nói thay cho bạn nè. Cũng không có nói thay cho cô. Rồi còn cái vấn đề về pin bẹo gì đó thì mình đầu giờ mình chuẩn bị giùm cô. Còn giờ nó lỡ nó hết pin rồi thì thôi, chứ giờ cô biết làm sao giờ mọi người. Cô không đâu có chạy qua nhà để cô sạc pin được đâu. Rồi bây giờ tiếp nha. Cô lược bỏ hàng chục, cô lược bỏ hàng trăm. Tiếp tục tới hàng nghìn nè. 2 x 6 là 12. Thì mình phải viết cái số 2 ở dưới cái hàng nghìn. Bỏ hàng chục, bỏ hàng trăm tới hàng nghìn, ghi chỗ này nè. Rồi hết chỗ ghi luôn. Ghi chi mà cho nó ở mức đây vẫn biết nữa. Trợn cái.
Rồi bỏ hàng chục ha, bỏ hàng trăm ha, vô hàng nghìn nè. 2 x 6 là 12, viết 2, nhớ 1. 2 x 4 là 8 với 1 là 9. 2 x 3 là 6, 2 x 2 là 4. Rồi gạch ngang qua, rồi bắt đầu mới cộng xuống. 0 3 7 3 0 7 4. Rồi. Mấy bạn hiểu không ạ? Lượt bỏ nhưng mà cũng phải thực hiện đúng cái thứ tự của nó, phải lùi vô cho đúng nè. Rồi cô mời bạn đọc cái kết quả của bài này cho cô nghe coi. Tấn Lộc, xin lỗi Phước Lộc. Đọc kết quả bài đó cho cô nghe coi. Cái số đó đọc là gì con? Phước Lộc bạn có trong đây con. Ủa bạn bị thoát rồi hả? Rồi cô mời bạn khác nha. Dạ. Giang. Giang. Dạ cô. Cái số đó đọc là gì con? Dạ cô, 4.703.730. Chính xác, đúng rồi. Đó, bạn đọc giỏi chưa? Mình đọc á mọi người, là mình chỉ cần từ bên phải đếm vô 3 chữ số thôi. Đây, 4.703.730. Xong. Rồi, nhớ kỹ cái mà cô đã chú ý cho mọi người nha. Rồi, bây giờ sẽ kết thúc cái buổi học đây. Nghe kỹ. Cô. Nói đi con. Cô nhớ 8 chuyện nha. 8 chuyện gì? Cô hứa cô khoe có bông cho tụi con á cô. Chưa, từ từ. Xong buổi học rồi cô mới được làm vậy mọi người. Chứ mấy bạn cứ vậy hoài cô bị la đó mọi người nãy dặn rồi. Bây giờ nè, nghe cô nói cái là mình dừng buổi học ở đây. Cái bài tập về nhà là cô sẽ cho chủ yếu là tóm giải nha. Cô nói trước nha, tóm giải để cho cô kiểm tra được là mấy bạn có tự đặt được lời giải hay không. Rồi, tiếp. Rồi, bây giờ là mình kết thúc buổi học rồi. Bạn nào mà có bận công chuyện gì đó thì mình cứ thoát khỏi phòng, được chưa? Rồi, bạn nào không bận công chuyện thì cứ ở lại chơi với cô, được không ạ? Chờ xíu nha, để cô lấy đồ qua cái ha. Chờ xíu. Cô vô cái link của em cái đi cô. Hai bữa vô là bị thoát ra luôn. Bữa trước vô cái tới giờ ăn cơm, ra ăn cơm, bỏ vô trong phòng mình. Ây da, chờ cái nha. Ok, kéo đâu rồi ta. Chờ cái. Dạ. Ủa cái tôi bật cái mở hết chưa vui đến con hả? Cái nó kêu vui trước vui hẳn có mình tôi vậy, cho nên á tôi mới bỏ lại ông Quỳnh á. Ủa mấy bạn không có đói bụng hả, không chạy ra ăn cơm hả? Dạ không. Kỳ vậy, chờ dạ, không. Dạ, được cô, nhà dạ, con chờ được cô thì con chờ được, em vẫn chưa nấu cơm. Bye bye con. Bạn nào mà bận thì bye bye con, hết giờ học rồi. Để cô đang cắt các bạn. Ngồi đây đợi cô quay đồ. Thở ra ngắm có kim tiếng. Ê mọi người bật cam lên đi mọi người. Ây da. Bật cam lên đi mọi người. Mình Dung nói chuyện với Hương nghe. Mình Dung nói chuyện với Tết nghe. Trời ơi, trời đó tới giờ cô biết gì không cô? Cô ơi, cô có thấy là cô biết gì vậy? Em thấy thấm của em, mấy em bán không? Rồi, đây. Ai da, món đầu tiên. Không có ngồi mà hổ hở cười chê tôi bên kia như chưa. Không có mép với mẹ là cục cái gì. Mẹ nè, cô Hương nó hả già như chiếc cà rồi mẹ. Hồi cũng không có bông nữa mẹ. Thôi nha. Thôi xong đầu tiên là em. Con. Ủa con dễ thương. Cô dừng lại. Cô dừng lại nha. Sao vậy? Chuyện gì? Rồi đây là con, đây là hình như bạn đi lấy máy chụp hình rồi đó cô ơi. Đây là con ốc. Con có giống con giống cô nhưng mà nó là con bạch tuộc đó cô. Để cô lộn ra cái chừng. Đây. Yeah. Đây. Cô em thấy giống gì sao? Con bạch tuộc đó cô. À đúng rồi, nó giống như con bạch tuộc vậy đó, nó là hai mặt đó, nó là. Con giống mà con nói là đẹp hơn con. Dung thì có, con ốc tên của bạn Dung kìa. Thấy rồi. Nè, đây là hai mặt. Đây là hai mặt nè, mặt kia là mặt này là mặt buồn nha, mặt này là mặt buồn hơn là đó mà ha, được ai khen, được người lớn khen hay là được cái gì đó. Còn cái mặt xin lỗi, được bị chê. Còn cái mặt từ đây cô, đây là hánh gật đầu nè con. Đây thôi, còn cái kia nó vậy rồi, thôi cô qua cái khác nha, chờ xíu nha. Rồi vật thứ hai nha. Cơ lưng con kiểu như vậy đây con gọi con khoe ở cái chuối đó, con có giò nè, có nghiêm cô à mẹ, nghiêm con. Rồi tiếp tiếp nha mọi người.
Bữa nào mà con đi mua đồ về con khoe cô cho cô nhìn chơi luôn. Tâm. Tâm. Khoe tô tôm người ta màu đỏ mà con mua màu xanh lá với màu vàng là sao cô? Đúng rồi. Nếu không tôm được trộn với lá. Ê, tự nhiên hát tôm tôm của cô muốn làm. Thì mày ôi không có cô ơi, bữa nay nhà con ăn trứng. Nè, quá trứng. Rồi. Thôi, vậy được rồi mọi người. Vậy thôi ha, kết thúc trường học nha. Bye bye cô. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.